Em Lan giới thiệu một cái mẫu hàng VIP của bên xưởng Em Lan mới vừa thiết kế ra. Thứ nhất là cái mẫu này thì không còn xa lạ đối với những khách hàng đã từng mua sản phẩm của bên Em Lan, nhưng đây Em Lan giới thiệu cái phương pháp cắt laser, cái họa tiết mới của bên trên vỏ bình mà Em Lan muốn giới thiệu đến mọi người. Thứ nhất là Em Lan chọn lọc từ cái khâu nguyên liệu, Em Lan lựa những cái gốc dừa rất là già để tạo nên một cái mẫu vỏ bình đủ đẹp mắt như thế này. Thứ hai là Em Lan thiết kế từ phần nắp cho đến phần đế nhìn rất tinh tế, sắc nét và tỉ mỉ. Thứ ba là cái họa tiết ở trên vỏ bình, đây là cái phương pháp cắt laser, và cái mẫu cắt laser này là mẫu hoàn toàn mới Em Lan muốn giới thiệu đến khách hàng của mình. Đây là một bên đó là Em Lan cắt hình rồng, ở giữa là Em Lan khắc bằng phương pháp khắc nổi chữ phát tài, và đây là Em Lan khắc hình phụng. Mua một cái mẫu vỏ bình phát tài như thế này, mình về trưng bày trên bàn trà, trong phòng khách, trên bàn làm việc sẽ đem lại sự may mắn, phát tài phát lộc đến cho gia đình của mình. Đặc biệt đây cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa mình dành tặng cho người thân. Mẫu này là mẫu hàng cao cấp cho nên Em Lan đưa ra thị trường chỉ có duy nhất một size, là size đựng ấm 1,5 lít với giá là 1.300.000 đồng. Khi mua hàng bên Em Lan thì quý khách được miễn ship trên toàn quốc, được tặng kèm theo một cái ấm tích. Đặc biệt cái ấm tích đi kèm theo với mẫu cao cấp này là loại ấm tích tốt, một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa và một hộp kẹo dừa đặc sản của quê hương Bến Tre. Gỗ dừa ở Bến Tre thì bền, đẹp và sử dụng giữ nhiệt rất là tốt, từ 7 đến 8 tiếng chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian để đi châm trà thường xuyên. Đặc biệt là cái mẫu này là hàng cao cấp của bên Em Lan, chỉ có duy nhất một size thôi nha mọi người, là size đựng ấm 1,5 lít. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan, tự thiết kế, tự lên mẫu và đưa ra thị trường, không qua trung gian, cho nên giá cả Em Lan đưa ra thị trường rất là cạnh tranh. Mọi người mua hàng bên Em Lan thì cứ an tâm về chất lượng cũng như là mẫu mã, Em Lan luôn luôn quy đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mẫu vỏ bình đồ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng ở gần xa.